Con tài là họ đặt ở đây hả cô? Tâm tư bà hưởng thọ 52 tuổi. Cũng như là từ hồi tôi giữ mãi giờ tôi chưa thấy cái mặt cái hài cốt nào nó đẹp như cái cô thấy, nó trắng như bông bưởi. Mà con của ông thầy sau này bóc cốt đưa đi hết rồi. Còn cô kia thì cô mà thờ dưới chân vị tạng á, là nhà giàu mà xây nhà mồ bự á, mà tôi đặt. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì em dẫn anh cùng với khán giả đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì có hai khu nha. Cái khu bên này là đã giải tỏa xong hết rồi. Khu bên này thì hiện giờ đang thực hiện cái việc chỉnh trang và giải tỏa luôn. Thì hôm nay thì em cũng dẫn anh đến cái nơi này. Hiện giờ thì đây có 16.800 phòng hộ và chỉ còn hai người duy nhất sinh sống thôi. Một là chú Hạng. Chú Hạng thì khu kế bên nằm ở phía sâu trong này. Còn bây giờ đây là cô Nghĩa ngủ ở giữa một cái nhà hoàng và xung quanh thì có rất là nhiều phòng hộ. Thì bây giờ chắc lẽ anh em mình đi vào bên trong để nghe cô Nghĩa chia sẻ về cuộc sống ở bên trong nghĩa địa như thế nào nha. Cảm giác đi vô đây cái cảm giác lạnh lạnh á. Dạ. Bước vô đây phục vô đây là lạnh lạnh à. Ở trong này thì hiện giờ đã giải tỏa rồi cho nên là những cái phần mộ đây đã tháo dỡ nè, thấy không? Ừ. Và phía sau là cái nhà hoàng, nơi sinh hoạt cũng như là nơi ở ngủ nghỉ của cô Nghĩa. Cô Nghĩa thì sống ở đây cũng khá nhiều năm và chứng kiến bao nhiêu cái thăm trầm ở cuộc sống ở đây. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay đã giải tỏa rồi, cô Nghĩa vẫn còn sống tại vì vẫn chưa có một cái nơi ở mới. Và xung quanh cái này có rất là nhiều phòng mộ linh thiêng, chắc là lẽ chút nữa mình gặp cô để trò chuyện hơn ha. Rồi. Cô sống ở đây bao nhiêu năm rồi cô Nghĩa? Cô sống năm 80 đến giờ cơ. Dạ, cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi hả cô ha? Nếu mà theo giấy tờ á thì cô năm nay gần chắc 60 quá, sinh 62 đó cơ. Cô sinh năm 62. Ờ, đây là cái này là nhà hoàng hả cô Nghĩa? À, nhà hoàng ở Thanh Hóa nè. Dạ. Nhà hoàng là cái nơi mà để quan tài để tụng kinh. À. Dạ dạ. Quan tài là họ đặt ở đây hả cô? Cô sống ở trong này là năm 82 đến giờ? 80. Nó chú lệnh ta cũng cho luôn. Dạ, cô ngủ ở đâu cô Nghĩa? Ngày xưa ngủ ở trời này nè. Ngủ trời nào cô? Đây nè. Đây nó có cái phòng. Trời mưa dột nè. Cái trời này là đồ của Giang là hàng quần áo của Giang hàng cũng còn trong này nữa nè. Một tủ đây nè. Yeah. Thông tin với cô bác với anh chị là cô Nghĩa là sống từ năm 1980 đến nay. Cô sống con mình ơn hay cô ha? Trời mưa dột, hồi đó thì mình ơn, giờ thì con cháu nhiều rồi. Từ ngày Covid-19 này cơm tập trung vô. Cô lúc nãy thì con có đi vô cái nơi này, đi với em Phong á. Thì con gặp được cái ngôi mộ này nè cô. À, ngôi mộ đất nè. Dạ. Yeah. Đâu có ai nhìn đâu, bữa hổm nghe tin rằng đền bù cái con nó lên nghe đền bù dẻo quá nó chạy luôn rồi. Là cái nghe sự cái ngôi mộ đất này là của ai hay cô ha? Của người ta. Dạ. Người ta nghe nói là đền bù cái lên thăm hỏi giá làm sao chắc dẻo quá khỏi luôn rồi. Con thấy ở trên này cái có cái cây đu đủ mọc kìa. Đu đủ gốc nhẹ, gốc nó yếu lắm mà có sợ. Dạ. Cô qua đi con. Đu đủ cây đu đủ này nó thiệt với em đây. Có lên là chấm mát mộ bả thôi chứ không có nhầm nhòn gì hết. Dễ đu đủ mà, nghe nói con dễ đu đủ. Đây là mộ của bà cụ hả cô? À, bà cụ. Cô, con nghe cái anh lúc nãy là chia sẻ rằng là bà cụ này là cô đơn rồi bà có con nuôi gì hả cô? Cô có thể kể cho con nghe cái câu chuyện đó không? Nói là bà cụ này đó không có con, bà đem con trai giờ bà nuôi. Bà nuôi tới lớn giờ cái nuôi bà gã có vợ có chồng luôn á. Giờ cái bà già chết đưa bà lên đây. Giờ không biết giờ con không thấy lên nữa. Bao nhiêu năm rồi cô? Tính ra là mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Lúc đó là bà cụ này ấy rồi cô tự tay cô chôn cất luôn hả? À, không, người ta chôn. Người ta gia chôn. Đình cũng đem lên chôn đàng hoàng. Dạ. Sao là không lên thăm thôi. Rồi con nghĩ, cái phần này là xây sao lại hay gì cô? Cái này là kìa, người ta cho từ thiện chứ tôi không biết chừng nào bóc hết trên, tôi mới trộn xi măng này nữa, tôi đắp vô đỡ thôi. Chứ tôi biết mà lâu quá thì tôi đổ bê tông mẹ nó luôn rồi. Bà chết năm mấy, bà mất năm mấy hả cô ha?
đó có tấm bia đó. Đó, qua bên đây anh. Tôi có gửi sạch cho bà mà. Gốc của bà cụ này là dân Sài Gòn luôn. Mất năm 84. Bà hưởng thọ 52 tuổi. Đây. Còn nó mỏi này nữa nè. Đâu cô? Đó, trước giờ đó dài dài đó. Ừ, dạ. Nó thăm ở đánh giá đó, cũng đâu có ai thăm đâu. Dạ. Nói chung ra mã ở đây là không ai thăm á. Bây giờ chỉ Tết làm này làm công đức thôi. Làm dạ. Từ thầy ứng thôi. Đám ngỗng dịch là người ta cho tôi đó. Cô sống ở nơi tâm linh như thế này thì cô có thấy những điều tâm linh không cô? Tâm linh thì thấy rồi, nhiều rồi, nhưng mà bây giờ người ta bóc đi hết rồi. Mấy người mà ta cho mình thấy rồi, người ta đem đi hết rồi. Nè, mỗi đánh giá này không ai thăm đâu. Ở trong nhà trồng khoai mì ăn, nó thích ăn rồi. Cô trồng khoai mì ở đây luôn hả? À. Đây là những ngôi mộ của ông bà vô danh hả cô? Này cũng vô danh luôn nè. Có ngôi mộ nào mà của ông bà là cụ nào mà để cô cái cô nhớ nhất không? Tôi nhớ nhất là cô Dân thôi. Ý cô Mỹ, ý cô Loan với cô Dân thôi. À, nít nữa nè. Đâu có ai lên thăm. Là cô có thể kể cho con nghe với cô. Nói chung ra là từ hồi tôi giữ mãi giờ tôi chưa thấy cái mặt cái hài cốt nào nó đẹp như cái cô Thí. Nó trắng như bông bưởi. Mà con của ông thầy sau này bóc cốt đưa đi hết rồi. Còn cô kia thì cô mà thờ dưới chân Địa Tạng á, là nhà giàu mà xây nhà mồ bự á, mà tôi đập sắt tôi bán á, mà vớt tấm bia mà không bể á, tôi mới thấy thôi cô này ở lại đây rồi, thôi để thờ cổ dưới Địa Tạng. Chừng nào mà hình của cổ mà mờ là cổ về Tây Phiên đó. À, cô đập sắt ra cô bán ha? À, đó là đập sắt bán mà ta bóc rồi, cô đập sắt bán chứ kiếm tiền chứ. Rồi gớt cái tấm bia xuống. Gớt tấm lắc xuống mà không bể. Gớt tấm gì cô? Tấm lắc là gọi tấm bia đó. À. Tấm lắc này từ tấm đó đó. Còn tấm bia là tấm như vậy nè. Đây rồi, còn mộ hả cô? Còn mộ đó. Cô không biết hết đâu ha. Trời ơi, đây tôi biết cái nào bắt cái nào không vô thì nhận tôi biết hết. Đó cái anh tôi. Lúc đầu thì cô vô đây năm 80 á thì đất lúc là đang chung. Ăn cơm nên tôi biết biết dành á. Dạ. Cô có thể kể cho cô tụi con nghe cái câu chuyện mà tâm linh cô từng gặp không? Đó hai ngôi mộ đó, ngày xưa là tôi gặp hoài. Đó hai ngôi mộ đó, bóc đi à. Đó giờ tôi trồng ấy đó. Dạ. Nè, cũng con chó nữa nè. Con chó thì ghê, con chó này nó mập trâu rồi. Bốn người khiêng, chồng nó kêu đủ là trái ngon lắm nè. Trái ngọt lắm á. Cô trồng ở đây luôn. À. Trồng nó nay cao có trái hòm mà nó hòm sắp chín. Anh Hoa thì cái cảm giác của anh thì trái đu đủ nó mọc lên như thế này anh có dám ăn không? Con không biết dám ăn hay không đấy. Tôi nói thiệt rồi, biết cậu nghe là người ta xin ăn hết luôn. Nhưng mà cái ổi này có khá nhiều trái bự lắm, cô không ăn cô? Rồi nó xuống nó đẹp nè. Dạ hả? Nó trồng bạc hà này đó. Ở đây tôi còn nhiều quá. Trồng đồ để ăn, là trồng đu đủ tiếp chuối nè. Ở đây thì đa số các phần mộ đã được cải táng hết à? À đúng rồi. Dạ. Còn cái này chưa cải táng nè. Còn những cái mà không cải táng là những là mộ phải... vô danh đúng. Hoặc là không có người thân, hoặc là người thân của họ đã đi nước ngoài. Đó. Đây là cây táo hả? Cây táo kéo kia. Nè, cái này không có người nè. Dạ. Đi lên kia cái mã kia không người nè, chưa qua đây muốn qua. Đây. Nhưng mà con bước vô cái cảm giác nó lạnh lạnh đó cô. Không có sao hết. Cái đi. Cô ở đây là cô dạ, cô chăm sóc hương khói ở đây hay sao? À, cô lo có kia ai lo. Đó ngôi mộ này là không có ai nữa. Đó rồi nha. Cái táo này có ăn được không? Cái táo nhiều dữ vậy? Ăn được, mấy ăn ăn. Ủa, cái quá trời luôn hả? Ở đây khuôn viên như thế này thì tổng cộng là bao nhiêu ngôi mộ hả cô nhỉ? Cô đâu có kiểm tra được tại vì bây giờ cô làm đâu có lấy tiền đâu mà cô kiểm tra con. Dạ. Yeah. Bây giờ cứ như mình làm công đức thôi. Đâu phải như ngày xưa người ta cho, người ta đơn, người ta cho mình nhiêu mình lấy nhiêu đâu. Dạ. Mà mình đi kiểm tra. Dạ. Bây giờ mình biết tới Tết rồi mình nhổ cỏ sạch sẽ, làm cho sạch sẽ. Ở quê con nó nghe nói cái nghĩa địa Bình Hưng Hòa
là ai cũng sợ hết ha. Mà đặc biệt là trước đây đến thời điểm này luôn nữa. Sao sợ? Một phần vì âm u nè, một phần vì những người có nghĩa là người ta sợ tâm linh hay sao gì? Tâm linh đó cô. Thì đúng rồi, tại vì mình không động người ta không động mình thì người ta đâu có nhát mình. Trừ do mình phá mộ người ta biến nhát thôi, nói thật lòng. Ở đây nó sẽ ghê mà, trừ ra em phá vách mã mộ người ta biến nhát em thôi. Dạ con ngồi bên đó đi con. Còn nếu em không phá người ta đấu nhát em nè, giống như qua 4 giờ nữa em chồng đó. Gian hàng chồng cũng một chồng mới luôn, ở đây chồng. Nè cái cây này nè, Covid-19 nè, hái đọt ăn nè, thấy không? Hái đọt phơi mì ăn nè, đi luộc ăn á. Dạ. Chứ đâu cho đi da đâu em. Dạ. Tôi là giống như cục nhân vậy, ăn Covid-19 ra trong này, ai tài trợ tôi quay đi ra ngã tư lấy, hay là lấy. Không có cho da, đâu có mua gì được đâu. Cô có bao nhiêu người con không cô nhỉ? Cô có 2 đứa thôi, đứa trai đứa gái, 5 đứa cháu ngoại. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thì con của cô thì sống ở ngoài chứ không sống ở đây? Không, con tôi sống đây luôn. Sống đây luôn. Từ ngày Covid-19 tôi gom về hết. Hồi đó là thằng trai tôi ở hãng. Bây giờ Covid-19 thôi cho gom một chỗ đi. Rồi con gái thì cũng gom đây luôn. Chồng gái tôi đi làm hồ rồi. Rồi chồng của cô? Chồng cô chết 8 kiếp rồi. À. Chết này cũng mấy chục năm. Dạ. Đó giờ chỉ có nhờ 2 đứa con với bán cà phê vậy là dai sống qua ngày. Nhưng mà đối với con á thì một người phụ nữ như cô á mà sống ở trong đây thì phải mạnh mẽ lắm. Hoặc là có một cái điều gì đó chung, có duyên gì đó và cô mới sống ở đây được nè. Nói chung ra là nếu mà nói về tâm linh á thì mình có cái căn duyên để mà mình vô đây ở, chứ cũng không ai vô đây ở. Nhưng mà bề trên cho mình sắp xếp đi đâu mình đi đó, cũng giờ mai kêu mất nọ, nếu mà bề trên mà cho mình nhà nước nó cho mình được miếng đất thì mình mừng, không có thì thôi mình vẫn muốn nhà trọ ở. Thì mình nói là các tâm linh này nè, nếu mà ai theo mình thì theo, còn không theo thì cứ theo người ta đi vô chùa ở, ta tương lai bốc vô chùa hết mà. Cái năm đầu tiên cô ở đây thì có bị những người ở đây cho thấy nhát thì dĩ nhiên phải nhát rồi. Nhưng mà nhát mình hồi đó thì khổ, thì mình nói thẳng luôn là giờ con khổ quá con mới lên tới đây, chứ con đâu có sung sướng, con lên cái đĩa đó. Bây giờ thôi cho con ở đi, giờ con đi làm, con nấu cơm, con mua cái gì cúng nấy á. Dạ. Coi như mình ăn gì mình cúng tới nấy. Thì từ giờ đó không còn nhát nữa, vẫn đi làm bình thường. Có cái năm mà tôi có giữa nhỏ cái lớn về cái ông, cái cậu, ba cậu Hùng Thành Liêm chết về tai nạn xe đó. Trời vô kêu tôi, em ơi Dung ơi, em đừng có ngủ hoài, em khó sanh hết. Đi bẻ củi đi em. Cậu cái tên tôi kéo quần móc mà tôi mới vừa đưa lên thôi, chưa kịp bẻ thôi là gãy cái rớt. Tôi kéo tới tôi tỉnh ngủ rồi. Là tôi mới rất là tin cái tâm linh đó. Mà cái hai, ba anh đó là bóc đi nay rồi cũng mười mấy, 20 năm rồi. Nhưng mà đầu tôi vẫn nhớ. Anh nhắc là linh là điểm chính, anh nhắc là độ tôi. Anh thấy tôi có bụng, có chữa hồi năm 85 đó. Có chữa nhỏ gái, con nhận ông kêu. Mà nhầm có chữa nhỏ này cái năm đó là mà nó 12 tháng đó chứ trời ơi. Tôi nói lúc nào cậu cũng tối trưa là cậu kêu em ơi đừng ngủ Dung ơi, em đừng ngủ dậy đi, dậy bẻ củi đi. Thọc cái cây lên chưa kịp bẻ là cậu bẻ cho cái lớp rồi. Là tâm linh đó nha, gọi là tâm linh đó. Cái sau này gia đình bóc điên mà tôi vẫn nhớ cậu, nhớ ba người đó. Lên nói em ơi dậy đi, ba anh lên làm nhà cho anh nè. Nhất mình dậy thấy ông già đứng kế bên rồi, hỏi ba mới lên đó ba. À, ba mới lên tính làm nhà cho anh mày. Ông hết hồn nói trời sao ông lại linh dữ trời. Hết hồn viết. Cái giờ nói giá xong rồi ngày mai mình làm. Là Hùng Thành Liêm đó. Trong đời tôi nhớ nhất là Hùng Thành Liêm. Thứ nhì là cô Thí này, với mà ông thầy. Thứ ba nữa là cô Dân. Trong cái khu vực này tôi nhớ ba người đấy nhé. Bây giờ bốc mười mấy năm rồi, 20 năm rồi, mà tôi vẫn là có lòng tin. Lúc nào tôi cũng nhớ Hùng Thành Liêm là cái tên anh đó là điểm chính. Điểm thứ hai là cô Thí này. Điểm thứ ba là cô Dân. Ba người đó thôi. Tôi mà có ra đi nữa, khỏi Thanh Quán này, nhà nước giải tỏa đuổi tôi đi, tôi vẫn nhớ ba người đó là ba phần nữa. Cô Thí là cô này nè. Tôi nói cái hài có trắng thiếu nó nằm đây. Nằm ở đâu cô? Ở đây ha. Là bao nhiêu năm thì mới lấy hài cốt lên, mà hài cốt của cô này là trắng hay cô ha? Trời ơi, ngay có lệnh bốc cốt mới đây nè. Dạ. Thấy cũng đấy chắc 12, 3 năm. Cái này là ông thầy nè, là ba của cổ nè. Mà ông thầy vẫn trắng bằng cái cổ, trắng hơn nữa, đúng là còn gái. Đây là mộ mấy đứa nít thôi.
Dạ. Nó dài 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 tôi trồng khoai mì đó. Dạ. Dài dài mấy mùa đó. Nhà tôi giờ chỉ cấm làm công đức thôi. Bữa nào tôi khỏe tôi làm, bữa nào tôi bị đau giò á, tôi bị đau khớp mà là tôi nghỉ. Chứ giờ mình làm đâu có lấy tiền ai nữa đâu, mình cố sức mình làm. Dạ. Khỏe mình làm, uống thuốc hết bệnh mình làm tiếp. Dạ. Đơn giản vậy thôi, chứ giờ mình đâu có làm, đâu có lấy tiền ai đâu làm. Dạ.